giờ các bạn sẽ sử dụng máy tính để vào phần mềm Hangout nè. Vậy thì các bạn sẽ sử dụng cái đường dẫn này. Giáo viên sẽ gửi cho các bạn một cái đường dẫn, hoặc là giáo viên chỉ gửi cho các bạn một cái mã thôi. Thì nếu giả sử giáo viên gửi cho bạn một cái mã thôi thì các bạn sẽ vào cái đường dẫn là meet.google.com. Và ở đây các bạn sử dụng một cái tài khoản bình thường mail của các bạn ở nhà. Đấy, thì các bạn sẽ thấy cái giao diện nó như thế này. Và các bạn sử dụng mã cuộc họp. Đó, thì giáo viên sẽ gửi cho các bạn cái mã này. Ok, các bạn tiếp tục. Rồi, các bạn tham gia ngay. Như vậy sau khi mà các bạn tham gia đó thì các bạn sẽ có cái giao diện. Giao diện ở đây là có nhiều người xài nè. Tại vì tôi đang dùng ba cái camera để tôi quay nhiều góc khác nhau. Đây là cái màn hình của chính mình. Đây, màn hình của chính mình. Nó quay trực diện. Đó, nó quay trực diện cho nên là các bạn thấy là mà đây là cái màn hình của cá nhân. Rồi bên này là mình sẽ nhìn thấy cái màn hình mà thấy có cái bảng. Thì lúc mà mình muốn nhìn rõ thì mình sẽ bấm vô đây. Đó, mình nhìn thấy cái bảng là giáo viên sẽ chiếu cái gì. Rồi đây là cái màn hình của máy của bạn của mình. Nó là một cái máy ở một cái góc độ quay khác. Đấy, thì các bạn thấy là mình có thể là sử dụng cái phần mềm Google Meet. Nó sẽ rất là đơn giản. Rồi chúng ta sẽ nhìn bên này thì chúng ta sẽ thấy những người cùng tham gia với chúng ta. Khi mà chúng ta muốn trao đổi với lại giáo viên thì chúng ta sẽ cần click chuột ở một cái khoảng trống bất kỳ ở đây. Các bạn mở cái dấu này lên, bật micro. Thì khi các bạn nói, giáo viên ở bên kia, giáo viên sẽ nghe. Còn tôi đang sử dụng nhiều cái thiết bị cùng một vị trí thì khi tôi bật lên nó bị nhiễu. Đấy, thì các bạn thấy là sử dụng cái Google Meet ở trên máy tính cũng rất là đơn giản. Thì hy vọng các bạn sẽ sử dụng tốt cái phần mềm này phục vụ cho công tác học tập online của mình.